Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Trạng Cờ Đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn 2016. Kính thưa quý vị, không gian Hồ Gươm quả thực là một không gian lý tưởng để Trạng Cờ Đất Việt tổ chức những sự kiện đánh cờ trong giải đấu năm nay. Và quả thực với cái ý tưởng tổ chức tại khu vực Đền Ngọc Sơn, ở ngay thủy đình của Đền Ngọc Sơn, thì nó đã khiến cho rất nhiều kỳ thủ khi tham gia chương trình này cảm thấy rất là thú vị và trầm trồ thán phục. Và chúng tôi cũng rất muốn nhắc đi nhắc lại một lần một điều rằng là cái không gian này nó chính là trái tim của thủ đô. Và chúng tôi, những người làm chương trình, cũng rất muốn được gửi tình cảm của mình thông qua việc tổ chức tại một cái địa điểm rất là linh thiêng của Hà Nội đến như một lời trân trọng đến quý vị khán giả truyền hình. Còn hôm nay chúng ta bước vào trận thi đấu đầu tiên của vòng 1-8, có nghĩa là một trong hai kỳ thủ đang ngồi cạnh Nguyễn Cường ngày hôm nay sẽ là một trong 8 kỳ thủ xuất sắc nhất của khu vực miền Bắc ở Trạng Cờ Đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn 2016. Người ngồi bên tay phải của Nguyễn Cường và mặc áo đỏ sẽ là người đi tiên trong trận đấu này là kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên. Anh đến từ câu lạc bộ Kỳ Hữu và anh đã vượt qua kỳ thủ Đỗ Văn Tư ở vòng 1-16. Anh đã vượt qua một kỳ thủ có thể nói cũng rất là cứng. Và anh đánh giá như nào về cái trận đấu đấy? Thực sự rất nhiều cảm xúc vì tôi là người đi hậu hai ván và tôi đã cầm hòa được hai ván cờ, cờ nhanh và cờ chớp, thì tôi mới giành được cái vé vào vòng 1-8, vào vòng 1-16. Nên tôi hy vọng là tôi sẽ lọt sâu vào vòng tiếp tới để thi đấu một cách gặp nhiều may mắn hơn. Vâng, hy vọng là cái điều mà anh mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Còn người ngồi bên tay trái của Nguyễn Cường là kỳ thủ Trần Quyết Thắng. Anh cũng đã có một trận đấu rất xuất sắc ở vòng đấu trước khi mà anh chiến thắng kỳ thủ rất nổi tiếng Nguyễn Khánh Ngọc, cũng là người bạn đồng đội của anh nữa. Cái cảm xúc còn lại cho đến bây giờ là như nào anh? Nói chung là cảm xúc sau trận đấu mình vẫn rất là lâng lâng và cảm thấy là cũng có chút may mắn khi vượt qua người cũng là anh em chơi cờ bao nhiêu năm nay của mình. Anh cũng là một kiện tướng quốc gia cũng đẳng cấp của mình. Nói chung là vâng, đến vòng đấu này thì chắc chắn những kỳ thủ của chúng ta đều rất xuất sắc rồi và chắc chắn là bản lĩnh kinh nghiệm đầy mình. Vậy thì anh đánh giá như nào về đối thủ là người đi tiên trong trận đấu này? Đối thủ của mình trong trận vòng này là anh Nguyễn Hoàng Kiên, cũng là chủ tịch câu lạc bộ cùng của mình, người sáng lập ra cái câu lạc bộ Kỳ Hữu, và hai anh em là cũng chơi với nhau từ rất thân, từ cái thời mà cờ tướng nó cũng chưa phát triển mạnh như bây giờ. Bây giờ thì là hai anh em cùng là sát cánh với nhau cùng bên một câu lạc bộ Kỳ Hữu. Đấy, nên là hy vọng là hai anh em mình sẽ cố gắng hết sức để thi đấu và phục vụ khán giả này. Liệu có một sự thỏa hiệp nào ở trong trận đấu này hay không? Nói chung là không, tại vì anh em thì chơi vẫn chơi, còn cuộc đấu là vẫn phải hết mình ạ. Vâng. Khi mà bắt buộc trong trận đấu này thì một trong hai người sẽ phải chia tay Trạng Cờ Đất Việt, anh suy nghĩ gì? Không, tôi phải quyết chiến rồi. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là trong các cái trận cờ của Trạng Cờ Đất Việt thì các kỳ thủ, bởi vì cái thể thức thi đấu cũng rất là khắc nghiệt và khác biệt, thế cho nên là các kỳ thủ đều quyết tâm hết sức mình để có thể bước chân vào các trận sau. Còn quý vị bây giờ hãy đón xem, đừng quên theo dõi chương trình Trạng Cờ Đất Việt ở trên VTC2, VTC3, Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo và YouTube Sông Mã Ca. Khi xây dựng, tôi chọn xi măng bền bỉ, dẻo dai. Khi đổ bê tông, chúng tôi lựa chọn loại xi măng có độ cứng hoàn hảo và tuyệt đối ổn định. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, vùng nguyên liệu hàng đầu Việt Nam, chúng tôi sản xuất ra xi măng Long Sơn với sản lượng 5 triệu tấn một năm trên 2 dây chuyền sản xuất hiện đại. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình.
khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trận đấu bắt đầu. Vâng, rất nhanh giới thiệu với quý vị khán giả, người ngồi trên cabin bình luận với tôi ngày hôm nay là một tên tuổi hết sức quen thuộc, anh Doãn Hữu Bình. Xin chào anh Doãn Hữu Bình. Xin chào anh Phạm Thanh Trung, xin chào quý vị kỳ hữu. Chúng tôi đang rất là nhanh, tôi xin giới thiệu hai kỳ thủ đang thi đấu. Một là anh Nguyễn Hoàng Kiên, chủ tịch câu lạc bộ Kỳ Hữu. Và người thứ hai đối mặt với anh Kiên là Trần Quyết Thắng, có thể gọi là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này. Ngoài việc họ là đồng đội ở trong câu lạc bộ Cần Thắng Kỳ Hữu, là câu lạc bộ đương kim vô địch của giải đồng đội Cần Thắng Hà Nội, thì cả hai còn cùng là đồng đội ở đội tuyển cờ tướng tỉnh Bình Phước tại giải đồng đội cờ tướng toàn quốc. Bởi vậy có thể nói đây là hai một trận đấu rất là thú vị nội bộ giữa hai người là anh em, đồng thời cũng là những chiến hữu, những đồng đội ở trong cùng một màu áo. Bước tiếp theo của bên xanh nhiều khả năng sẽ là Mà Bàn Tấn Hải, đúng bố cuộc kinh điển luôn. Chính xác, Mà Bàn Tấn Hải. Anh Nguyễn Hoàng Kiên thì là một danh thủ rất lâu năm của làng cờ tướng Hà Nội, mặc dù tuổi cũng còn tương đối trẻ. Từ năm 1995-1996 anh Nguyễn Hoàng Kiên đã thi đấu tại các giải quốc gia và có thành tích rất là tốt. Nhưng mà sau một thời gian dài thì anh làm kinh tế, và bây giờ khi đã trở thành một người có kinh tế tương đối là vững mạnh thì anh quyết định xây dựng câu lạc bộ cờ Kỳ Hữu cũng như diễn đàn Kỳ Hữu, và là một trong những người gây dựng phong trào rất là có tâm của làng cờ Hà Nội nói riêng và làng cờ toàn quốc nói chung. Như vậy là ở một trận đấu này, rõ ràng giữa hai người đồng đội, hai người anh em thì tôi nghĩ rằng là không có gì căng thẳng cả. Ai vào thì cũng làm việc là Kỳ Hữu có thêm một suất ở vòng sau. Vì thế là có lẽ là họ chơi cũng rất là nhẹ nhàng. Chúng ta thấy từ phong thái đi cờ rồi các nước đi đều rất là chuẩn xác, nó vui là như sách. Vâng, và chính vì mà hai bên tâm lý thoải mái như vậy thì tôi kỳ vọng đây sẽ là một ván cờ rất hay. Vì khi đã thoải mái về đó, khi đã không phải căng thẳng thì mọi người sẽ tuyệt đối tận tâm vào ván cờ, và khi đó thì tất cả các yếu tố bên lề nó sẽ không dao động nữa, và khi đó thì ván cờ là sẽ, tôi nghĩ là sẽ rất hấp dẫn. Vừa rồi là xe 1.3 và xe 9.8 kiểm tỏa phần nào con pháo tương đối khó chịu của anh Trần Quyết Thắng. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Chạm Cờ Đất Việt. Đây là trận đấu thuộc vòng 1/8, trận đầu tiên. Chạm Cờ Đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn, giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty Xi Măng Long Sơn, công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ, công ty Full 24/7 khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn Dritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của Chạm Cờ Đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu cũng được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Tân Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Để rồi bên xanh chơi top 1-1 nhằm mục đích là gia tăng cái áp lực ở phía cánh phải, tức là phía cánh trái của bên đỏ. Thì bên đỏ chơi cơ Nguyễn Hoàng Kiên chơi xe 2/5 nhằm mục đích là tấn công vào con tốt ở đỏ 3, đồng thời thì ngăn chặn nước lên tượng và đang mở tiếp tục có những đường tấn công. Nó đang không thể lên tượng được thì bên xanh chơi pháo 2/4. Bên đỏ sẽ tìm cách chuyển cây sang, khi ấn lên đây thì tôi nghĩ là khả năng rất là cao sẽ ăn tốt rồi. Khi đó bên xanh sẽ lên tượng, đỏ tiếp tục phải chạy xe, và đến lúc đó sẽ là đến lúc bên xanh phản công. Và đã xe 2/7, con pháo tôi cho rằng đây là lựa chọn hợp lý. Con pháo cứ để dưới đáy này, công thủ toàn diện. Bây giờ lên tượng là chạy xe đi thôi, không vấn đề gì cả. Vì vậy là với cái khả năng khai cuộc rất tốt, cùng với cái lý thuyết về trung tàn khá là đầy đủ, thì họ cũng đồng thời là những người thầy của các vận động viên trẻ. Và có thể nói là chính vì cái nền tảng ấy nên các kỳ thủ đều có khả năng chơi cờ nhanh rất là
rất là tốt. Trong khi trạng cờ của chúng ta thì là một sân chơi thiên về thể loại cờ nhanh, nên là đây là cũng là lý do vì sao các thủy thủ đã chơi khá thành công và lọt vào đến vòng chung kết của trạng cờ đất Việt năm 2016 khu vực miền Bắc. Kỳ Hữu cũng là một những kỳ câu lạc bộ có nhiều thủy thủ lọt vào vòng chung kết miền Bắc nhất. Bên cạnh với Kinh Bắc, hình như là Kỳ Hữu lọt được vào ba người là Nguyễn Đăng Kiên, Trần Quyết Thắng và Vũ Tấn Nghĩa. Bên Kinh Bắc có Phùng Quang Điệp, Dương Đình Trung và Trần Quang Chiến. Pháo 8 tấn 2 đang phục thủ đoạn binh 7 tấn 1, trả tốt sang sau. Không sợ nước binh 7 tấn 1 thì xe vẫn có thể ăn trực tiếp và tốt, mà không sợ thì được ăn lên. Chúng ta thấy con pháo ở lồng 7 vẫn đang nhòm tượng đấy. Đấy là mục đích vì sao bên đỏ duy trì con pháo ở lồng 7. Vẫn binh 7 tấn 1. Rồi cùng chờ xem bên đỏ có ăn tốt bằng xe hay không. Tôi nghĩ là chắc là sẽ có bẫy. Nếu xe 6 binh 3 cũng có thể là tiến pháo 8 tấn 2, dọa pháo 8 binh 7 bắt xe bắt cùng. Trong trường hợp đó thì con xe sẽ tiếp tục phải chạy và đó sẽ là nước cướp tiên của bên BTV xanh. Nếu như không ăn sang thì có thể sẽ chơi xe 6 phái 1. Cùng chờ xem Nguyễn Đồng Kiên chọn phương án nào. Vẫn ăn. Vẫn ăn. Bây giờ là phần của Trần Quyết Thắng. Là một cuộc đấu trí rất thú vị giữa những kỳ thủ rất hiểu nhau. Hai kỳ thủ của làng cờ Hà Nội khá là nổi tiếng và hiện nay cùng đang thi đấu cho đội tuyển cờ tướng tỉnh Bình Phước. Tôi nghĩ là để mà anh Thắng anh thí cái top 7 này để cho anh Kiên ăn thì không hề đơn giản gì. Chắc chắn là những cái này vẫn trong suy tính Trần Quyết Thắng. Và tôi cũng nghĩ ra phương án này, pháo 4 binh 3 đang vừa bắt xe và vừa bắt pháo. Thực ra thì pháo cũng có cắt, cũng tạm thời chưa nguy hiểm lắm. Xe lại bình qua 6. Ăn được có tốt và đây, bên xanh có thể là sẽ đổi pháo để giảm bớt áp lực cho cánh phải. Quyết định ăn pháo. Sau đây thì sẽ có phương án xe 8 bình 6 hoặc xe pháo 8 tiến. Vâng, tôi đang định nói là tiến lên bắt mã tạm thời tạo thêm kép lực. Gọi là nước làm khó. Vâng. Các bạn đang xem trận đấu thuộc vòng 1-8 vòng chung kết trạng cờ đất Việt phía Bắc Cúp xi măng Long Sơn năm 2016. Giữa kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên của Kỳ Hữu người cầm quân đỏ và Trần Quyết Thắng cũng của Kỳ Hữu người cầm quân xanh. Trận đấu được sự điều hành của trọng tài Lê Thị Kim Loan diễn ra tại khu di tích lịch sử đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Các trận đấu của trạng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Việt. Kính mời quý khán giả đón xem. Xin nói thêm là di tích lịch sử đền Ngọc Sơn là một trong những di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng cấp quốc gia, và trong những ngày mà trạng cờ đất Việt diễn ra tại đây thì có rất nhiều du khách thì đã cảm thấy rất là thích thú, đặc biệt là những du khách nước ngoài, họ vây xung quanh, họ chụp ảnh các kỳ thủ, rồi thậm chí là xin chụp ảnh chung với các kỳ thủ, các trọng tài để tạo thành những cái màu sắc rất là thú vị trong những ngày mà trạng cờ đất Việt miền Bắc thi đấu tại đền Ngọc Sơn. Và đây tôi nghĩ cũng là một cái cách mà để phân một góc độ nhỏ nào đó cùng giới thiệu được hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua những môn thể thao trí tuệ đến với khán giả, những bạn bè Nam Châu. Và quả thật là trong khung cảnh tuyệt đẹp của Hồ Ngọc Sơn, đứng cạnh cái nơi có thể nói nơi linh thiêng của thủ đô, và các kỳ thủ của chúng ta mặc những bộ quần áo rất là đẹp chơi trong một cái không gian cảnh quan tuyệt vời như vậy, tôi nghĩ là trạng cờ đất Việt sẽ đã có một hình ảnh rất là tốt. Tôi nghĩ tới đây bên đỏ có thể tính đến khả năng là rời con pháo ở lục 5 đi.
Tôi nghĩ là phương án tốt nhất là pháo 5 bình 6 trong trường hợp quật pháo về lên tượng. Đúng vậy, sẽ tránh được cái khả năng là bị uy hiếp ở cái con tượng ở lộ 3, bị đè vào huyệt và cái cánh mã yếu nó sẽ được giảm tải đi dần. Chúng ta lưu ý được là con xe ở lộ 8 của bên xanh cũng hoàn toàn có thể tiến xuống sâu xuống phòng tuyến của đối phương. Ví dụ xe 8 tiến 6 uy hiếp con mã, và nếu mã nhảy lên thì lập tức cái cánh của con tượng lẻ này sẽ bị uy hiếp. Vâng, cứ nhảy mã lên. Bây giờ tôi nghĩ sẽ là xe 8 tiến 9. Rồi, hai bên đang có một cuộc đấu trí rất thú vị. Hãy cùng chờ xem bên đỏ có những phương án gì để đối công với bên xanh. Tôi nghĩ là khó thưa anh mình. Có thể anh Kiên không nhìn ra nữa xe 8 tiến 9 này. Vừa vẫn chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm là phải phá 5-6, sau đó treo tượng lên đỡ dần thôi. Có thể lép cánh mã một chút, nhưng dù sao thì cái cặp xe mã tốt ở bên này ở bên xanh vẫn bị xe đỏ khống chế, thì tạm thời chưa có nguy hiểm gì, mà bên đỏ là đang dư hai binh. Binh 3-1 quyết định bỏ tượng. Thực ra thì không bỏ thì khó giữ thôi. Bắt buộc phải phản ứng. Nước cờ vừa rồi thay vì nước cờ này, tôi nghĩ cũng có thể đi pháo 5-3 để bắt ngựa đối phương. Pháo 5-3 có lẽ là sẽ an toàn hơn. Nhưng mà bên xanh có thể sẽ bật pháo về tốt. Và bên vẫn đang nhìn nhận. Và lúc đó thì bên đỏ sẽ quật pháo lên mã thì lại hơn cây thì lại tương đối là hợp lý, không vấn đề gì cả. Chứ còn như này tôi nghĩ là nguy hiểm, sang là tốt sang sông chưa giải quyết vấn đề gì, bên này sẽ bị khoét. Thế đây nếu bên xanh chọn nước xe 7 bình 8 để dọa đâm pháo cục thì lập tức là bên đỏ nhiều khả năng sẽ rơi sĩ lên, chấp nhận là đối phương đâm chiếu. Vậy là anh thí tốt trước. Cái nước cờ này cao đấy. Rồi. Xe nếu xe ăn lên sẽ mở đường cho mã 1 có thể tuần 3. Anh Thắng đang tính đến tình huống mà bên đỏ phải xuất tướng. Thì như vậy nếu nhăn xe lên thì vô hình chung sẽ mở toang đường cho mã 1 tuần 3 về sau chiếu tướng ở bên này. Thì khi đó thì các bạn sẽ hình dung là ba con xe pháo mã tìm cách săn đuổi tướng, và tiếp theo sẽ là huy động nốt con xe còn lại. Ở trong trường hợp này thì anh Thắng đi nước cờ tốt 1-2, tôi nghĩ là nước cờ rất hay. Đây là vấn đề nước trước nước sau. Được rồi, có thể chọn phương án xe 7 bình 8 để nếu như mà xuất tướng thì vẫn thí tốt. Nhưng mà anh đã quyết định là thí tốt trước, sau đấy mới xe 7 bình 8. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Chặng Cờ Đất Việt. Đây là trận đấu thuộc vòng 1-8, trận đầu tiên. Chặng Cờ Đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn, giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty Xi Măng Long Sơn, công ty cổ phần pháo Việt Tiệp và các nhà tài trợ, công ty Furai 4/7, khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn Dritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của Chặng Cờ Đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu cũng được phát lại trên kênh YouTube của sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Đó là không thể xuất tướng được rồi, vì sẽ bị nước mã 1 tấn 3. Nếu thoái mã về thì sẽ vật pháo sang mã. Và sau cái đó sẽ là để sở vào xe 1 kia lao vào tấn công. Rất nguy hiểm. Tôi nghĩ là anh Kiên đã hơi chủ quan khi mà không tìm cách diễn tượng. Thực ra cũng cần nói thêm là đây là một trận đấu giữa hai kỳ thủ đồng độ cùng một câu lạc bộ, và đồng thời cùng khoác áo đội tuyển ở tướng của tỉnh Bình Phước tại giải quốc gia, nên họ chơi với một cái tâm thế rất là thoải mái. Đấy là lý do mà họ không có nặng nề gì và họ có thể mặc tình chơi một cách sáng tạo và tùy cơ theo cái cảm hứng của mình, thay vì là tính toán một cách nặng nề.
thì Nguyễn Hoàng Kiên đã quyết định chọn một cái giải pháp khá là mạo hiểm. Anh quyết định xuất tướng, chấp nhận cho đối phương nhảy mã chiếu và ăn mã trước. Có lẽ anh phục nước bỏ trước bắt sau cho. Ở đây anh Kiên đã tính phương án là nước tốt 1 tấn 1 để ăn mã, sau đó phục nước vào 5 tấn 4 đã sát phục lại. Thì trong trường hợp này thì cũng có mặt tướng. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là bên đỏ sẽ bị chậm hơn một chút với cái đòn công đấy. Rất nhẹ nhàng, sửa tiếp tục liên tục bắt phục. Đang bắt phục. Vâng. Đi thẳng vào mồm mã luôn, không thể ăn về được. Nước cờ rất hay của anh thẳng. Cuối cùng thì vẫn phải chi sĩ. Rất nguy hiểm. Quá khó khăn như tôi đã dự đoán. Chỉ thí một nước tốt thôi mà đưa được thêm hai cây nữa ra mặt trận. Một cái thủ pháp điều quân có thể nói là tuyệt vời của anh Trần Thắng. Có thể thấy gần như không có phương án nào khả dĩ hơn, buộc phải bay sĩ đi. Vấn đề là sĩ 5 tấn 4 hay sĩ 5 tấn 6 mà thôi. Những giây phút khó khăn đang đến với bên đó. Tuy nhiên thì dù có chạy sĩ thì vẫn sẽ bị xe 8, bình 6 ăn sĩ và sẽ liên tục là một series đòn rất khó chống đỡ. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Chặng cờ đất Việt Cup Xi Măng Long Sơn năm 2016. Giải đấu nhận được tài trợ chính của công ty Xi Măng Long Sơn, công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ, công ty Infunai 4/7, khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn The Ritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của Chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời vị khán giả đón xem. Thời gian dành cho bên đỏ là 7 phút, bên xanh là 15 phút, gấp đôi thời gian và trong thế trận. Như anh Bình đã nói, tứ bề trọng địch rất khó. Anh Kiên là nghĩ rất lâu và cũng rất là phải thôi. Bên xanh đang bắt cục. Tôi nghĩ buộc phải hất sĩ đi đâu là vấn đề. Nếu như sĩ 5 tấn 4 sẽ là xe 1 bình 3 phải thức tướng ăn xe 8 bình 6 và đoan dạ giật chiếu sát cục. Không, bình 3 thì có thể ăn tiếp, còn mã chiếu tiếp và rút đi là cục ngay. Tôi nghĩ sẽ là nếu sĩ 5 tấn 6 thì có thể sẽ xe 8 bình 6 chiếu tướng, ép tướng phải lên, sau đấy xe 1 bình 3 thì cũng thua, không thể giúp đỡ.
Khi xây dựng, tôi chọn xi măng bền bỉ, dẻo dai. Khi đổ bê tông, chúng tôi lựa chọn loại xi măng có độ cứng hoàn hảo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, chúng tôi sản xuất ra xi măng Long Sơn với sản lượng 5 triệu tấn một năm trên 2 dây chuyền sản xuất hiện đại. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình. Anh Bình, thưa anh Bình, là trưởng ban truyền thông của giải đấu, là một nhà báo thể thao gắn bó rất là lâu với cờ. Anh đánh giá thế nào về hiệu ứng truyền thông của Trạm Cờ đến với khán giả toàn quốc, đến với phong trào thể thao? Vâng, có lẽ là Trạm Cờ là một trong những sân chơi hiếm hoi mà tạo nên cái sự chú ý đặc biệt của những giới truyền thông. Tôi có thể khẳng định như vậy, vì tôi cũng là một người làm báo thể thao lâu năm và đặc biệt thì cũng có sự theo dõi cờ trong nhiều năm qua. Thì có thể nói rằng là bên cạnh các giải đấu cấp quốc gia hoặc là một vài giải đấu quốc tế, ví dụ như giải quốc Phương Trang hoặc là giải quốc tế Ninh Bình The Big Hotel năm ngoái, thì không có một sân chơi nào mà tạo được cái sức hút lớn như là Trạm Cờ. Cái đặc tính của Trạm Cờ không chỉ là một cái sân chơi cho các vận động viên cấp quốc gia mà kể cả cũng là một cái sân chơi cho các vận động viên cờ tướng phong trào. Đây bởi vậy thì Trạm Cờ không những thu hút được cái sự chú ý, sự không chỉ có cái tính chuyên môn cao mà còn là cái sự cổ vũ rất lớn đối với cả làng cờ toàn quốc. Với cái việc là chú ý đến công tác truyền thông thì ban tổ chức đã làm rất là tốt trong cái thời gian qua, và có thể khẳng định rằng là sau cái hiệu ứng của Trạm Cờ Quý Thị năm 2013 rồi đến Trạm Cờ Đất Việt lần đầu tiên năm 2015 và bây giờ là lần thứ 3 của Trạm Cờ Đất Việt 2016, thì có thể nói rằng là càng ngày cái sức hút của Trạm Cờ càng lớn và gần như không chúng ta rất khó để mà có được một cái sự kiện nào mà đem lại một cái sức hút lớn như là như này. Và tôi xin được tiết lộ nhanh với anh Bình về lượt view của Trạm Cờ đạt hơn 20 triệu view trên kênh YouTube. Và topic nói về Trạm Cờ trên Thăng Long đã tiếp cận mức 1.1 triệu view vào thời điểm hiện tại hơn Trạm Cờ 2015. Và nên nhớ rằng một cái giải quốc gia lớn cũng chỉ được khoảng gần 300.000 view mà thôi, hơn 1 triệu lượt view. Vâng, và có thể thấy rằng xin được chúc mừng Trần Quyết Thắng với pha sát cục tuyệt hảo. Xin được cảm ơn anh Bình đã có mặt trên băng ghế bình luận, và xin được cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.